Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, let's go. Hôm nay mình sẽ cầm Toro các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình cầm bò Toro. Ok nào. Đấy, bò nhìn rất là hoành tráng các bạn ạ, rất cơ bắp luôn. Ok, let's go, có đánh nhau rồi, đánh nhau là phải đến ngày các bạn ạ. Có đánh nhau đến ngày khúc luôn, là khúc luôn. Chơi hôm nay mình chơi phong cách châu bò luôn. Đấy, cơ bắp. Rồi, manga, mình mới đợi hồi chiếu nhá. Manga đang làm gì? Manga này. Đây, hồi chiếu với em. Đây. Máu đó. Manga chặn đâu? Chặn ngay, chặn gấp không còn gì nữa. Một chấm máu rồi các bạn ơi, động hay là chết. Cố lên đuổi, nó rồi. Quá, khúc luôn. Khúc luôn, thằng này càng nhiều, càng nhiều. Chấm máu rồi. Đây rất là khỏe, rất châu bò. Bây giờ ngáo này các bạn ơi. Tự dưng lên đầu trụ cho trụ nó bắn. Nó bãi cả và là luôn. Vậy nhé. Ngu như bò các bạn ạ. Chơi rất là phổ báo luôn. Châu bò luôn. Vật lý nữa, lao vào đâm luôn. Ok, tiếp tục nào. Sinh rất là nhanh các bạn ạ. Cứ nhường đôi bàn một mạng trước đi, ít luôn một mạng đi. Mình sẽ ăn con quái này. Này gọi là con lợn. Đây là con thằn lằn các bạn ạ. Đấy, tắc kè mình đúng hơn. Đấy, tắc kè, chung là bỏ sát các bạn. Ok này. Đây này. Đấy, Toro được cái hồi phục rất tốt, tổng là đam yếu quá các bạn. Đây, đôi bàn đang phá trụ của mình. Húc ngày, manga tại đâu ăn hai bò bò đúng như một số hai. Đây những còn gì nữa? Con này quay lại các bạn ơi, này không biết lượng sức mình các bạn. Ngáo cho thông thiên luôn, mặt xuống đất luôn, ôm sàn luôn. Đấy, tục phạm lý. Ok, let's go. Có mấy con lính đánh mãi không chết các bạn ạ. Đây, mình sẽ ra đường giữa xem nào. Ra đường giữa canh, Đây, chuyện bên mình thì khá là hay. Một bổ mình chết luôn. Đi đâu bây giờ nhỉ? Rồi lại quay lại farm đây các bạn. Đấy, đây là con gì đây? Con khỉ à? Đây gọi là con khỉ đúng không? Bánh mãi con khỉ mình chết các bạn. Toro. Rồi, đây, con đánh nhau này các bạn ơi. Đánh nhau được chưa? Ôi, Lopez đã chết rồi. Chết nhanh thế, chưa kịp già đã chết rồi. Đây, mình quay lại, à đây, mình ăn rồng với đã. Bạn này đánh cái gì bây giờ mới nhiều ba này. Gà bãi trưởng luôn. Đồng đội mù vãi cả. Gà người ta level 5 rồi mình mới level 3 các bạn ạ. Không hiểu đánh kiểu gì luôn. Thôi ông biến về thôi nhờ. Vừa thôi. Đấy, tôi đồ đàm yếu lắm các bạn. Đánh mãi mà không chết được dòng này. Quay. Cố lên ăn đôi dòng này, đánh mãi này, đánh thật. Đây là ba bên mình đang dẫn 9-4 rồi các bạn ạ. Ở đây rồi, mình đang tiêu diệt một dòng này. Ok, mình sẽ ăn lành nữa các bạn. Đây, trước tiên mình sẽ về hồi máu và năng lượng nữa. Đây rồi, manga đang phá trụ rồi. Mình sẽ lên mình... đập manga này chết mấy lần rồi mà chưa rút kinh nghiệm các bạn ạ. Khúc thế này không chạy đi này cho ăn một combo luôn lại đầu giật hóa tốc hành luôn. Khúc chết luôn bỏ tót luôn này, là bỏ tót các bạn ạ. Là như rất là hổ báo luôn, châu bò theo đúng như điền các bạn ạ.
không có luôn, không luôn. Ok, mình tiếp tục đi đâu này. Nhà ra được chứ bác này. Đường trên đang đánh nhau rất gắt các bạn. Đấy, đi theo cái thằng theo Vân đây. À, đây là Manga với này, Kani đây. Vân phải xem hút này, double kill luôn này, double kill luôn này, siêu việt rồi các bạn ơi. Double kill này, cho Toro, rất là bò, rất châu bò các bạn ơi. Rồi, trận này chơi rất là hay các bạn ạ. Đấy, đã sạch rồi. Năm thành viên đội bạn là đang ôm sàn này, mặt vào trong quê đấy các bạn ạ. Chắc như luôn cái chung này rồi, đội bạn ra rồi chạy ngay, chạy mãi các bạn. Con bùa đỏ đây nè, ăn con bùa đỏ nè. Bây giờ ai thẳng kéo ra, thôi chạy. Ngay rồi. Đây là Mangan đây nè. Có Mangan đây nè. Có vàng chiến nhau không? Bên kia cũng có một con trâu các bạn ơi. Đây là kéo ra rồi đây. Quá nhau rồi. Và hút luôn. Hút đây là... Cho mình luôn, cho mình một combo luôn. Toro chạy đâu. Ồ, chúng bạn chạy đâu? Chạy đâu? Này, Toro. Toro tên bạn sẽ đi rồi. Ôi trời ơi. Thế là cái thằng Manga này nó cay nhất của mình đấy. Thế là tôi sẽ chạy, chạy. Chạy ngay, còn gì. Đây, bây giờ mình đi đâu tiếp này. Đợi cái thằng kia nó ra này không nào. Vào đường giữa đánh nhau đã. Tôi vô bên đây rất là bò này. Ngu như bò luôn. Không có chỗ nào đánh nhau này, đang tìm chỗ đánh nhau các bạn ạ. Đang tìm chỗ đánh nhau đây rồi. Ra đập cái lính của tên bạn. Đánh mãi liều của chiến và đánh mãi con lính của chết các bạn ạ. Các bạn chán chưa? Đấy, phải dùng 2 chiêu rồi mới chết. 2 chiêu mới phá được cái khẩu pháo. Đây, đánh nhau ở đường giữa đi. Đây, có đánh nhau là đường giữa đây. Rồi tìm bạn có chạy không? Chạy hôm nay còn kịp. Biết gì đó chết rồi. Biu lét chết rồi. Chết hay không? Mangan tìm bạn ra này. Hốc. Có chiều 1 đây. Hốc ngay. Đập ngay. Tiền quyết rồi các bạn ơi. Tiền quyết cho bò Toro. Toro rất là mạnh luôn. Chết này, Toro này, Toro này chết này. Có bó này. Hook này. Chết các bạn. Mày chạy đâu, mày chạy đâu. Triệu Vân trận này chơi khá là hay các bạn này. Ok, tiếp tục rồi. Đánh nhau đi. Thì mình chơi rất là hay, 31 năm rồi các bạn. Gọi là thắng vùi dập luôn, chứ không phải thắng. Thắng quá vùi dập luôn. Ok, đây rồi. À đây là mình về. Giờ có một thằng đang đánh dự án các bạn. Quay này, quá nhìn thấy rồi. Về đập ngay các bạn ạ. Đấy, tôi rồi rất tích cực. Phúc cho mày phát này. Đẩy lên này. Đẩy lên này.
phúc cho phát nữa là chết chưa. Ôi, bò tót này. Thôi đi đường, chạy đâu cho nó, cho mình nhát nữa này. Đập ngay chết chết rồi. Không biết ai ăn được mạng đây. Điện thoại này các bạn này, tôi đâu. Này mình đánh quá gắt luôn. Solo trận này quá gắt luôn, 345 rồi các bạn. 355 rồi. Quá mạnh luôn. Đói, thắng hồi dập. Solo tìm bạn, thôi thì chết rồi. Đây 4 thằng nó quay, chết 3 thằng nó quay thì chạy đâu. Ăn một combo của Toro luôn rồi. Thằng luôn còn rơi quỷ này. Ok, tiếp tục nào. Nào được rồi này. Mình đánh nhau đi. Dominating. Đâu là dính rồi, mãi chưa lên này. Đây rồi. Mà mấy con lính này thì đấy. À thắng rồi các bạn ơi. Thắng rồi, khá là nhẹ nhàng các bạn. Đấy, do team mình đã bắn phá nhà team bạn rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.